Pioneer có nên chấp nhận sự thật về DeFi trên P Network? Chào bạn, chào các Pioneer. Vào những thời điểm đang tiến đến rất gần ngày P Today, cộng đồng Pioneer hiện nay đang rộ lên một trào lưu tẩy chay dự án P trên Mo nổi tiếng. Mọi việc xuất phát từ sàn thương mại điện tử này phát hành bộ sưu tập P NFT và bán ra cộng đồng với giá 88p trên một cái. Bỏ qua hết những use case mà bộ NFT này cung cấp cho người dùng. Dường như cộng đồng đang tỏ ra sự phẫn nộ trước dự án này của P trên Mo. Vậy P NFT tại sao lại bị phản đối nhiều như vậy? Phải chăng P trên Mo đã định vị sai hướng phát triển, hay cộng đồng Pioneer có vẻ đang quá cuồng tín và hiểu sai bản chất của ngành crypto? Chúng ta sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi thú vị này trong video hôm nay. Xin mời các Pioneer tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Xin lưu ý, chúng tôi rất trân trọng các đóng góp và comment mang tính xây dựng từ phía cộng đồng và các Pioneer. Nếu các bạn từng bị dự án lừa đảo, scam, ăn cắp Bitcoin của các bạn, vui lòng gửi lên bằng chứng cụ thể tại một comment để cộng đồng có thể cảnh giác và thảo luận. Phần 1. Dự án PNFT.mart tạo nên xung đột trái chiều. Như chúng tôi đã phân tích trong video hôm qua, PNFT đã chính thức ra mắt và mở bán ngay trong P Browser bằng đường dẫn PNFT.mart. Với tổng cung là 6.280 cái, mỗi NFT hiện nay được định giá là 88p. Holder của các NFT này sẽ có quyền tham gia vào các tính năng tài chính trên mạng P và tổ chức từ chỉ phi tập trung DAO. Và tất cả các tính năng này sẽ do tổng dự án P trên Mo điều hành. Trong một tuyên bố trước đây, P trên Mo đã bổ kế hoạch về việc phát hành token của chính sàn này, và có thể bộ sưu tập NFT chính là một bước tiến cho kế hoạch này. Tuy nhiên, sau khi ra mắt được 2 ngày thì thị trường xuất hiện hai luồng thông tin trái chiều về bộ sưu tập NFT này. Một nhóm thì cho rằng đây là một bước tiến giúp Pioneer tiếp cận tốt hơn với thị trường crypto và các sản phẩm DeFi. Đây mới chính là điểm ưu việt của một dự án blockchain thực sự. Một nhóm khác thì bài xích những gì mà P trên Mo đang cố gắng thực hiện. Cộng đồng này lại quay lưng kêu gọi tẩy chay dự án P trên Mo vì cho rằng nó đang phá hệ sinh thái P Network. Bộ sưu tập NFT này chẳng có ý nghĩa gì và không có lợi cho Pioneer. Cho dù sự thật là gì đi chăng nữa, thì hai thái cực này hiện nay vẫn đang cạnh tranh và tố nhau rôm rả trên các cộng đồng mạng. Phần 2. Tại sao PNFT và P trên Mo bị bài xích? Có thể đây chính là điều khó hiểu mà ngay cả P trên Mo cũng sẽ không giải thích được. Mặc dù đã cố gắng xây dựng các sản phẩm để phục vụ cộng đồng, nhưng đa số mọi người lại phản đối quyết liệt. Phần lớn lý do được bàn tán nhiều nhất vào lúc này chính là việc định giá NFT lên tới 88p. Theo giấc mơ của những Pioneer thì P phải đặt giá vài trăm đô, vài ngàn hay thậm chí là 314.000 đô. Vậy tức mỗi NFT phải lên tới vài ngàn đô, vài trăm hay giá thậm chí là cả triệu đô. Như vậy thì quá là mắc. Trong khi đó, NFT này lại do dự án tự phát hành và có thể bổ sung thêm nguồn cung bất kỳ khi nào dự án muốn, nên nó có thể không có giá trị, thậm chí là một cú lừa. Hơn hết, nhiều Pioneer cho rằng P trên Mo đang tìm cách để gom hết Bitcoin về Trung Quốc bằng chính bộ sưu tập này. Chính vì những lý do này mà làn sóng tẩy chay P trên Mo đã thực sự hình thành, bất chấp những yếu tố về kinh tế đang được P trên Mo phát triển. Phần 3. Cộng đồng Pioneer thực sự cần gì? Có thể đây cũng chính là câu hỏi mà các dự án phải nghiêm túc nghiên cứu và trả lời để tìm ra được hướng phát triển sản phẩm. Vì các Pioneer có lẽ đang quá cuồng tín với niềm tin rằng Bitcoin phải mang trong mình một sứ mệnh cao cả, như là thay thế tiền tệ pháp định trên thế giới, thay đổi nền tài chính toàn cầu. Những yếu tố này được chính các leader P thêu dệt và đi sai hướng hoàn toàn với sách trắng mà Bitcoin Team từng tuyên bố. Ngoài ra, dường như các cộng đồng chỉ muốn bán được P với giá cao, vài ngàn đô một P, chứ cũng không cần quan tâm đến crypto, DeFi, NFT hay là những tính năng ưu việt mà blockchain đang mang lại để thay đổi tài chính thế giới. Trên thực tế, Bitcoin cũng là một dự án crypto phát triển trên nền tảng blockchain, và nếu muốn có được giá trị cao thì chắc chắn nó phải được phát triển với lộ trình như những dự án đình đám khác trong ngành. Các Pioneer không nên tự thêu dệt thêm những câu chuyện thần thánh dành cho P Network, mà nên nhìn dự án từ những tuyên bố rõ ràng trong sách trắng đã được Pico Team tuyên bố. Trên đây là những phân tích mà chúng tôi muốn chia sẻ đến các Pioneer để chúng ta nhìn nhận thực tế hơn về dự án P Network.
Xin cảm ơn tất cả các Pioneer đã chú ý theo dõi. Các bạn nghĩ rằng P trên Mo có đang làm đúng với tinh thần của P Network? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Critic Van rất vui khi được cùng các Pioneer đồng hành và khám phá P Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới P Network. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.